Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với Bóng Đá Today. Bóng Đá Today cập nhật tin tức bóng đá quốc tế mới nhất và nóng nhất 24 giờ qua. Trước khi đến với những chuyển động hấp dẫn của bóng đá quốc tế trong bản tin ngày hôm nay, xin mời các bạn bấm đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để là người sớm nhất nhận thông báo từ chúng tôi. Còn bây giờ sẽ là điểm tin chính. Ronaldo xuất sắc nhưng Cavani là nguồn cảm hứng. Everton và Wolves muốn mượn Van der Beek. Tottenham không sút nổi một quả trúng đích về phía khung thành của MU. Ronaldo xuất sắc nhưng Cavani là nguồn cảm hứng. Trong quá khứ, Manchester United từng chiêu mộ những chân sút lớn tuổi về làm dự bị và sự đa dạng cho hàng công. Nhiều thương vụ trong đó thành công như Teddy Sheringham, Henrik Larsson, Michael Owen hay Zlatan Ibrahimovic. Với những gì đã thể hiện, Cavani rõ ràng đang tiếp nối truyền thống đó của đội chủ sân Old Trafford. Trung phong người Uruguay sử dụng kinh nghiệm và sự chuyên nghiệp của mình để tạo ra sự khác biệt trên hàng công của Quỷ Đỏ. Tuổi tác chỉ là con số. Trong khi Manchester United đánh bại Tottenham Hotspur 3-0 ngay trên sân khách, Ole Gunnar Solskjaer đã ca ngợi Cavani là cầu thủ tập tốt nhất kể từ khi huấn luyện viên này đến với Old Trafford. Tôi đã ở đây 3 năm và ở buổi tập hôm thứ 3, Cavani thể hiện màn trình diễn tốt nhất trên sân tập mà tôi từng được chứng kiến. Đẳng cấp và kinh nghiệm của cậu ấy đã dẫn dắt hàng công của Manchester United, Ole nói. Đó có thể được xem là lời lý giải phần nào cho quyết định để Cavani đá chính trước Spurs của huấn luyện viên người Na Uy. Tuy nhiên, cựu tiền đạo của Paris Saint-Germain thực tế duy trì thể trạng và phong độ ấn tượng kể từ khi đến nước Anh vào mùa hè năm 2020. Mùa trước, hai cầu thủ gây áp lực tấn công tốt nhất của Manchester United là Daniel James với 14,5 lần trên 90 phút và Edinson Cavani với 13,7 lần trên 90 phút. Ở tuổi 34, Cavani vẫn hoạt động chăm chỉ mỗi khi có mặt trên sân. Mùa này, Cavani cũng có 8,18 lần gây áp lực trên 90 phút. Về số km di chuyển, chân sút người Uruguay cũng vào top đầu của Manchester United. Những con số thống kê quá tốt của Cavani cho thấy tuổi tác chỉ còn là con số với anh. Trung phong sinh năm 1987 luôn chơi như thế kể từ khi nổi danh trong màu áo của Napoli hay sau này là Paris Saint-Germain. Cavani là mẫu tiền đạo chịu khó hỗ trợ phòng ngự và chơi ở bất kỳ vị trí nào khi được huấn luyện viên yêu cầu. Màn trình diễn trước Tottenham Hotspur của Cavani đã giải thích những chỉ trích nhắm vào Ole Solskjaer là có cơ sở. Chỉ khi chiếc ghế huấn luyện viên trưởng của Manchester United của mình bị lung lay dữ dội, Ole mới dám tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ. Việc để Cavani đá cặp cùng với Ronaldo giúp Manchester United chơi tốt hơn, dù cả hai ít khi đá cùng nhau kể từ đầu mùa giải. Sự kết hợp giữa Cavani, Ronaldo mang đến sự tích cực cho hàng công của Manchester United. Khi Cavani vào sân ở trận gặp Aston Villa, anh gián tiếp đem về quả penalty cho đội bóng ở cuối trận. Trước Villarreal, Cavani cũng khơi mào cho pha tạt bóng để Ronaldo ghi bàn. Ở trận đấu gặp Atalanta, trung phong người Uruguay trở thành điểm hút khoảng trống cho các đồng đội, giúp Quỷ Đỏ lội ngược dòng dù bị dẫn trước hai bàn. Trong bối cảnh Man United đang chơi phập phù kể từ đầu mùa giải, sử dụng Cavani đơn giản là phương án không thể suy nghĩ lần thứ hai của Solskjaer. Hình mẫu trong và ngoài sân cỏ. Ở cuộc đối đầu với Tottenham vừa qua, Ronaldo là cầu thủ hay nhất trận đấu với bàn thắng và pha kiến tạo. Nhưng Cavani, với nguồn năng lượng và tầm hoạt động của mình, mới là niềm cảm hứng lớn trên hàng công của Quỷ Đỏ. Tình huống di chuyển nhận đường truyền từ Ronaldo và dứt điểm vào lưới Tottenham Hotspur cho thấy đẳng cấp của Cavani. Đó là pha bóng thể hiện những phẩm chất tốt nhất của Cavani như tốc độ, sự khôn ngoan, kinh nghiệm và khả năng dứt điểm. Cavani biết cách khai thác khoảng trống, đủ thể lực để thực hiện những pha phản công chớp nhoáng khi Bruno Fernandes cướp bóng thành công. Pha giật lùi tránh việt vị, dù đang di chuyển ở tốc độ cao cũng là kỹ năng quan trọng của tiền đạo giỏi. Lý do khiến Cavani trở nên quan trọng trong phòng thay đồ của Man United lúc này, đó là việc anh là mẫu cầu thủ gần như không có điều tiếng gì về mặt đời sống cá nhân. 4 tháng trước, anh đồng ý chuyển sang Man United vào năm ngoái. Tiền đạo 34 tuổi tìm cách sống bình yên ở nơi quê nhà. Thậm chí, anh khoe cảnh đang cạo lông cừu ở nông trại của mình. Trước khi Ronaldo trở lại Old Trafford, Cavani được xem là đàn anh đóng vai trò dìu dắt các chân sút trẻ của Man United. Ngay cả trong giai đoạn đã cặp cùng Zlatan Ibrahimovic hay Neymar tại PSG, Cavani cũng nỗ lực giữ sự đoàn kết của cả đội. Dù thực tế, mối quan hệ của Cavani với hai người đồng đội kể trên không phải lúc nào cũng êm đềm. Cả Neymar và Ibrahimovic đều có cái tôi quá lớn và luôn thích thể hiện mình là trung tâm. Cavani ở PSG là tượng đài, với tư cách chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại cho câu lạc bộ thủ đô nước Pháp, 200 bàn. Chính vì thế, Cavani không khó để đá cặp cùng Ronaldo hay các tiền đạo đàn em tại Old Trafford. Việc trung phong người Uruguay nhường chiếc áo số 7 cho Ronaldo hồi đầu mùa cũng là một hành động đẹp, cho thấy tinh thần đặt tập thể lên cao nhất của Cavani. Cavani cũng hiếm khi chỉ trích các đồng đội hay huấn luyện viên trên mặt báo, dù phải dự bị kể từ đầu mùa. Chân sút 34 tuổi luôn giữ thái độ tích cực khi trả lời phỏng vấn với truyền thông. Các cổ động viên của Man United có mặt trên sân Tottenham hôm thứ Bảy vừa qua đã hô vang biệt danh El Manator, dũng sĩ đấu bò của Cavani. Hành trình tại nước Anh của Cavani chắc chắn chưa dừng lại, và người ta đang chờ đợi trung phong của bóng đá Uruguay để lại nhiều dấu ấn khác.
cơn khát danh hiệu Champions League hay Premier League đã kéo dài được gần một thập niên. Và những kỳ vọng về việc Cavani ghi những bàn thắng quan trọng như Sterlingham, Luxon hay Owen trong quá khứ là hoàn toàn có cơ sở. Bất kỳ tập thể chiến thắng nào cũng cần có những mẫu cầu thủ như Cavani. Everton và Wolves muốn mượn Van de Beek. Tiền vệ người Hà Lan không nằm trong kế hoạch của Ole Gunnar Solskjaer và rất ít khi được Ole trao cơ hội thi đấu kể từ khi anh gia nhập Manchester United. Van de Beek luôn được liệt vào diện phải rời khỏi Manchester United ngay mùa đông hoặc thậm chí là cuối mùa này. Ngoài Everton và Wolves, Juventus cũng được liên hệ với Van de Beek, nhưng đến nay Manchester United vẫn chưa nhận được lời đề nghị cụ thể nào. Tottenham không sút nổi một quả trúng đích về phía khung thành của MU. Cựu tiền vệ Roy Keane đã chỉ trích Tottenham Hotspur là nhàm chán sau khi họ không thể sút trúng đích trong trận thua 0-3 trước Man United tại vòng 10 ngoại hạng Anh mùa giải 2021-2022 vào tối hôm qua, ngày 30 tháng 10. Nhận xét về màn trình diễn của Tottenham Hotspur, cựu tiền vệ thủ quân Roy Keane của Man United cho hay: "Tottenham thật nhàm chán, xem họ đá thật nhạt nhòa. Bạn có đang tìm kiếm một chút khẩn trương từ Tottenham? Không có gì, chúng tôi không thể tin rằng họ đã tồi tệ đến thế này." Bên cạnh đó, Roy Keane cũng hết lời tán dương về chiến thắng của Man United. "Tôi nghĩ đó là một trận đấu hoàn hảo cho Man United vào ngày hôm nay. Chúng ta đã thấy số liệu thống kê, Tottenham cầm bóng ít hơn. Điều đó là hoàn hảo cho Manchester United. Một khi để cho Man United có được bàn thắng đầu tiên, thì việc tiếp theo sẽ là việc họ sút tung lưới đối phương thêm bao nhiêu lần. Tottenham đã không có một cú sút trúng đích nào trong tổng số thời gian là 2 giờ 16 phút kể từ cú đánh đầu của Harry Kane trước West Ham ở phút thứ 44. Riêng ở trận gặp Man United, Tottenham tung ra đến 9 cú sút nhưng không trúng đích phát nào. Lần gần nhất, Tottenham sở hữu thống kê tệ như trên ở một trận đấu trên sân nhà đến vào tháng 12 năm 2013 khi gặp Liverpool. Cá nhân Kane xứng đáng phải nhận những lời chỉ trích sau khi được cho nghỉ ở trận đấu tại Cúp Liên đoàn Anh hồi giữa tuần. Kane được kỳ vọng sẽ dẫn dắt hàng công của đội nhà xuyên thủng hoành lưới của Manchester United đang rất bất ổn. Tuy nhiên, chân sút người Anh tiếp tục cho thấy phong độ thảm hại của mình. Suốt 90 phút có mặt trên sân, Kane chẳng để lại dấu ấn nào. Thủ quân của đội tuyển Anh chỉ có 33 pha chạm bóng, thực hiện 17 đường truyền và tung ra vỏn vẹn một cú dứt điểm vô thưởng vô phạt. Quay lại màn trình diễn vào tối hôm qua ngày 30 tháng 10, Manchester United bước vào trận đấu này với tâm thế phải thắng sau 4 trận gần nhất chỉ hòa và thua ở ngoại hạng Anh mùa giải 2021-2022. Nhờ các bàn thắng của Ronaldo, Edinson Cavani và Marcus Rashford. Với chiến thắng này, Manchester United vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, đồng thời Ole Gunnar Solskjaer giảm tải được rất nhiều áp lực. Bên cạnh đó, Man United được tiếp thêm sự tự tin trước chuyến hành quân khó lường tại Italia, gặp đội chủ nhà Atalanta. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết bản tin của Bóng Đá Today ngày hôm nay. Đừng tiếc một like cho video này để ủng hộ chúng tôi các bạn nhé. Đừng quên bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức bóng đá quốc tế sớm nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.